Trung tâm đào tạo khu vực Simeo tại Việt Nam vừa tổ chức tổng kết khóa vui học hè đầu tiên của năm 2008 và khai giảng khóa thứ hai dành cho các em thiếu nhi từ 7 đến 15 tuổi. Đây là chương trình do trung tâm liên kết với Đại học Công lập Fullerton, bang California, Hoa Kỳ tổ chức liên tục trong 3 năm qua. Đây là chương trình không đặt nặng về kiến thức mà giúp các em phát triển các kỹ năng nghe nói chuẩn và tự tin trong giao tiếp. Trong thời gian 2 tuần của khóa học, các giáo viên của trường Đại học Fullerton đã giúp các em thiếu nhi thực hành các bài nghe nói qua các tình huống cụ thể trong lớp học, các buổi thuyết trình, các trò chơi và các buổi dã ngoại. Chương trình còn giúp các em tìm hiểu về văn hóa và cách sinh hoạt trong nhà trường và gia đình của học sinh Hoa Kỳ. Hơn 100 em thiếu nhi tham gia khóa vui học hè đã được trao chứng chỉ tốt nghiệp của trường Đại học Fullerton.